Vâng, hello. Chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáng TV. Và trong video này em lại tiếp tục cập nhật một thông tin cực kỳ nóng. Và đây sẽ là một thông tin cực kỳ vui. Bởi vì em vừa nhận được một cái nguồn thông tin là trong vòng 10 ngày tiếp theo sẽ có biến lớn và sẽ có một cái trận động trời được xảy ra. Và chắc chắn vụ việc của chị Hà này sẽ không kết thúc như vậy. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là trong vòng mấy ngày hôm nay chúng ta đã cảm thấy rất là hoang mang khi mà gia đình một cách im lặng, đó, gia đình im lặng một cách là bất thường, là không có bất cứ một cái thông tin nào từ việc là mẹ chị Hà lên tiếng, hay là không có một cái thông tin nào để phản kháng lại cái việc mà cái lá, gọi là cái lá đơn cũng như là cái thông báo xác định giám định pháp y. Nhưng mà đến hôm nay thì em lại nhận được một cái thông tin vui là em đừng có lo, đó, các chú công an đang tiếp tục điều tra rồi, em đừng có lo. Và hiện tại á, thì anh của chị Hà vẫn đang ở ngoài bộ. Đó. Thì em hỏi mọi người rằng cái vụ này á, em nói mọi người là không chìm được đâu. Bởi vì á, nếu như một vụ án mà kết thúc ở đây mà không có cái sự ồn ào của dư luận, không có cái sự nghi ngờ từ gia đình, không có cái sự nghi ngờ của xã hội, mà em hỏi mọi người là trong cái vụ việc của chị Hà này thì hàng triệu người dân người ta bức xúc. Thì em hỏi mọi người nếu như sai lầm hay là nghi ngờ nó chỉ có một vài người hay là đến hàng trăm người là cùng à? Nhưng mà ở đây cái vụ chị Hà này là hàng triệu người dân trong và ngoài nước, người ta đều đặt ra một cái dấu chấm hỏi nha, là tại sao cái xác có thể nói là chìm ngay ở chỗ đấy mà lại đi nổi ngay ở chỗ đấy, mà trong khi đó là tốc độ dòng chảy là có. Đó, thì người ta đặt ra dấu chấm hỏi đây là tại sao kết luận giám định pháp y ở đây á là lại nói rằng là không có tác động ngoại lực, nhưng mà anh trai ruột của chị Hà có nói ha, là lúc đó là không biết là chị Hà ở đây là có chồng răng giả không đấy, bị sập một bên gò má, rồi là có một cái vết bầm đen ở đằng sau gáy. Vậy thì em hỏi mọi người là cái vết bầm đen to bằng cái chén, rồi là bị sập một bên gò má, rồi tóc là không có, rụng hết đó, thì em hỏi mọi người là có cái dấu hiệu hay không? Nhưng mà chúng ta vẫn phải nói rằng là hiện nay cái vụ việc này thì gia đình sẽ không đồng ý. Và em cũng vừa mới tìm hiểu được là cái thông tin là tại sao trong vòng mấy ngày hôm nay mà gia đình im lặng. Bởi vì sao? Bởi vì là gia đình hiện tại là không muốn ở đây là bứt dây động rừng ha, và muốn âm thầm để xử lý. Và chắc chắn cái vụ này mà ra ấy, thì sẽ toang cả một xà lan luôn, chứ đừng có nói là ở đây là chỉ có một hai người. Đó, em vẫn nhắc lại cái nội dung này là Dượng 10 là cái người đã cột cái dây xuồng trên xà lan cho anh Tuấn. Và nếu như Dượng 10 là người cột thì Dượng 10 phải có ở cái thời điểm đó thì Dượng 10 mới cột được, đúng không? Rồi thêm em nói mọi người luôn là trong vụ việc này chúng ta ở đây á, vẫn nghi ngờ ha, là theo cái phần lớn của cộng đồng mạng là anh Tuấn là cái người là có liên quan. Bởi vì em nói mọi người ở đây là thứ nhất là về cái vấn đề ở đây là anh Tuấn là cái người đã tạo ra cái vụ việc đó. Nếu như anh Tuấn mà không có hỏi tiền 1 triệu giống như anh nói thì chị Hà có nhảy sông không? Đó, anh Tuấn ở đây là phải có liên quan rồi, nên là đừng nói là anh Tuấn không có liên quan. Nên tại sao vụ việc này đến ngày hôm nay, khi mà từ khi anh Tuấn nhận được cái giám định pháp y đó thì bên của chị Hà là không có lên tiếng nữa mà im lặng luôn, thì em nói mọi người là chắc chắn là gia đình sẽ không đồng ý và sẽ kiến nghị gửi đơn lên cấp cao hơn. Và trong cái quá trình ấy mà tiếp nhận đơn cũng như là xử lý lại thì sẽ có một thông tin chấn động là sẽ khai quật tử thi và sẽ giám định lại. Và em hỏi mọi người là nếu như bây giờ ấy ha, mà khai quật cái tử thi lên thì sẽ giải phẫu, có nghĩa là bây giờ xem cái phần mặt này, phần cổ gáy này, xem nó có đúng như cái lời gia đình nghi ngờ hay không. Bởi vì bây giờ em nói mọi người là gia đình nghi ngờ là cái vết bầm sau gáy này ở đâu có, rồi là cái viên vần mặt này này bị lõm ở bên mặt này này là lõm ở đâu, rồi là tóc mất là do đâu. Đó, thì phải chứng minh được cái điều đó. Thì khi mà gia đình họ còn sự nghi ngờ thì đây là cái quyền của gia đình, họ có thể làm, họ có thể yêu cầu là phải giám định lại, thì họ công an họ vẫn làm, họ làm để họ trả lời gia đình xem là có chính xác hay không, đúng không? Nhưng mà em nói mọi người là anh trai của chị Hà mà đã phải đi ra đến tận bộ rồi ấy, thì em nói mọi người là khó thoát lắm, khó thoát lắm quý vị ạ. Tuy rằng đến ngày hôm nay anh Tuấn vẫn là người không có tội, chưa có tội, nhưng mà chưa chắc là sau này sẽ thoát. Bởi vì em nói mọi người rằng là ở đây ấy, cái sự nghi ngờ của đồng mạng là nó rất là lớn và nó có cơ sở. Bởi vì ở đây làm sao mà có chuyện mà một cái hì rơi xuống mà lại chìm ngay được. Em nói mọi người ở đây là không có một cái thi thể nào vứt một phát bùm một phát chìm xuống đáy luôn, không bao giờ có. Mà ở đây là cái dòng sông sâu 20 mét,
Em nói với mọi người rằng ấy là khi chúng ta nói lên những cái câu này, phân tích những cái nội dung này, thì những cái người ở cấp cao hơn họ đã nghe, họ đã hiểu và họ đã biết rồi. Nhưng mà họ vẫn chắc chắn là vẫn đang theo dõi và âm thầm điều tra cái vụ này. Đó. Và tại sao em phải nói với tất cả mọi người là cái vụ việc này trong vòng 10 ngày tới sẽ có biến cố? Bởi vì là bây giờ khi mà anh trai của chị Hà đã tiếp tục là đấu tranh rồi, đi ra đến bộ rồi, thì em hỏi mọi người là xem có câu trả lời hay không, đúng không? Bởi vì là em nói mọi người là trong cái vụ việc này bây giờ nó còn rất nóng và nó chưa có dấu hiệu để hạ nhiệt đâu. Bởi vì em thấy rằng là chị Hà ở đây là rất là oan ức ha. Bởi vì là chị, thứ nhất là hai vợ chồng đi trên chiếc xà lan đó, và khi xảy ra sự việc thì lại bảo là người chồng không liên quan thì nó rất vô lý. Mà trong cái vụ việc này nếu như mà để dựng lại hiện trường ấy, anh Tuấn gọi là nhảy xuống xà lan ấy để gọi là cứu chị Hà thì cũng không có cơ sở nào. Bởi vì em nói với tất cả mọi người rằng là nếu như anh Tuấn chặt dây xuồng thì chặt kiểu gì? Đó, và tại sao Dượng 10 lại là người cột cái dây xuồng đó mà lại không phải là anh Tuấn? Mà Dượng 10 thì làm gì có chuyện mà ở đây là giúp chặt dây xuồng hộ thằng cháu. Quý vị thấy không? Là nó không đúng. Nên em nói mọi người là trong cái vụ việc này là lúc mà dây xuồng đó được cột lên là hai người hỗ trợ nhau. Vậy thì tại sao Dượng 10 lại có cho cái khoảnh khắc đó? Đừng có nói là anh Tuấn bơi đi cứu chị Hà và sau tận 3-4 ngày Dượng 10 đến cột nhá, không có đâu. Cái lúc anh Tuấn bơi vào trong đó, anh Tuấn đã cột ngay dây xuồng rồi. Và em cũng nói mọi người đấy chỉ là những cái lời nói của anh Tuấn thôi. Còn em không tin là dây xuồng được chặt để bơi ra chỗ chị Hà. Mà dây xuồng này chặt là hiện trường giả. Và cái việc mà bảo là cái xác trôi một cái hì là không có. Bởi vì em nói mọi người là làm gì có cái chuyện mà cái xác đang nổi, đang thả trôi mà làm cái hì cái mà trôi được xuống đến đáy. Chỉ có khi là anh phải cột vào cái gì đó, anh vào cái gì đó, mắc phải cái gì đó thì nó mới hì, nó mới chìm được. Đâu có làm sao có cái chuyện mà ở đây mà đang bơi mà chìm được quý vị. Em nói mọi người là nếu như cái giây phút đó là phải có cái vùng vẫy ha, vùng vẫy kêu cứu. Anh này anh bơi ra chứ làm gì có chuyện mà đang thả trôi thấy 10 mét làm cái hì cái chìm luôn. Anh nói chỉ có con nít nó mới nghe. Tuy rằng bây giờ vụ việc này chưa sáng tỏ, nó chưa có bằng chứng, nhưng em nói mọi người là nó có rất nhiều những cái điểm nghi vấn. Bởi vì em nói mọi người rằng là cái vụ việc này không phải xảy ra vào ban ngày mà nó là xảy ra vào ban đêm. Bởi vì chính dì Mười đã nói là xui rủi 12 giờ người ta đi ngủ hết trơn rồi, không có ai đi qua đi lại thấy. Thì em hỏi mọi người là tại sao anh Tuấn lại đi báo công an là vào ban đêm mà lại đi thông báo YouTube là vào ban ngày? Vậy thì cái kết quả giám định pháp y này tại sao lại là cái vấn đề là chị Hà ngạt nước thì nó có liên quan gì hay không? Nên em cũng mong tất cả mọi người rằng ở đây á, chắc chắn rằng là trong vài ngày tới chắc chắn là công an họ sẽ điều tra, họ sẽ làm rõ, bởi vì gia đình họ đâu có dừng lại đâu. Nếu như cái kết quả này đã là kết thúc ha, thì gia đình chị Hà cũng sẽ không có làm đơn để gọi là yêu cầu khiếu nại gì đó mà đồng ý với kết quả đó. Thì em hỏi mọi người là gia đình không bao giờ đồng ý với kết quả đó. Bởi vì là nhìn thấy cái vết bầm trên cổ, nhìn thấy cái sập gò má, rồi là nhìn thấy tóc không còn, và 12 ngày mới nổi lên đúng chỗ chìm. Vậy thì em hỏi mọi người là có gia đình nào mà đồng ý khi mà con họ oan ức như vậy hay không? Nếu như bây giờ muốn gia đình chị Hà đồng ý thì phải giải thích được là tại sao cái xác đó không bị trôi đi mà nó lại chìm ở một chỗ đấy. Thì khi mà công an họ trả lời là vì mắc phải cái gì đó thì chúng lúc đó chúng ta mới có cơ sở. Chứ bây giờ cứ nói là bây giờ là do sông nước rồi do tự nhiên. Tự nhiên nào mà cái xác nằm ở đó 12 ngày? Và em nói với tất cả mọi người luôn là cái việc mà chặt dây xuồng là không có. Đấy chỉ là hiện trường giả thôi. Và chặt dây xuồng này chỉ gọi là chặt, mà cái dây đó mình không biết là đem đi đâu. Có thể là cột ở dưới đáy sông rồi cũng nên. Bởi vì em nói mọi người là làm gì có chuyện mà chặt dây xuồng mà để bơi ra cứu chị Hà. Chặt ở đâu ra mà làm gì có chuyện bơi ra rồi làm cái hì. Em nói với tất cả mọi người là trong vụ việc này nó phải có gì đó uẩn khúc và chưa được làm rõ. Và khi mà gia đình đã gọi là quyết tâm làm sáng tỏ vụ việc là sẽ ra tận bộ công an ấy để yêu cầu, để khiếu nại, để làm đơn, để cần hỗ trợ, thì em nói mọi người là khó thoát lắm. Bởi vì vụ này đâu phải là như vậy là dừng đâu, đúng không? Gia đình im lặng thì em cũng cảm thấy rằng là có một cái gì đó hoang mang. Nhưng mà hôm nay khi nhận được cái thông tin là gia đình đang cố gắng đấy, vẫn sẽ tiếp tục để đấu tranh, và chắc chắn rằng là gia đình sẽ làm đến cùng vụ việc này, cũng như là công bằng sẽ được đòi lại. Và chị Hà ở đây cũng sẽ phải được làm rõ cái nguyên nhân là vì sao chị lại ra đi. Có phải là chị ngạt nước thật hay không? Hay là tại sao lại có cái vết ở đây là vết bầm trên cổ góc, cổ khúc này, lại có những cái vết gọi là vết bầm, rồi là những cái vết gọi là sập gò má, rồi hết tóc, rụng tóc. Em nói mọi người là nếu như một con người bình thường rơi xuống sông 3 ngày thôi, đó ở dưới đó có cá, có tôm mà làm gì có chuyện mà
12 ngày còn nguyên vẹn, mắc phải cái gì? Đó. Em vẫn nói với tất cả mọi người rằng là bây giờ anh Tuấn với gia đình anh Tuấn vẫn chưa chứng minh được là cái ông kho cám đó là nhìn thấy anh á là đi báo công an vào ban đêm. Nhưng mà em không hiểu lý do gì mà không có một ai chia sẻ cái thông tin này. Nếu như anh Tuấn mà anh có xem được ấy, thì anh cũng phải trả lời cho mọi người biết là cái vụ việc này là xảy ra vào ban ngày hay là ban đêm. Và nếu như xảy ra vào ban ngày, tại sao dì Mười lại nói lúc đó là 12 giờ người ta đi ngủ hết rồi, không có ai? Tại sao anh lại nói là lúc đó là 1-2 tiếng không có chiếc ghe nào chạy qua? Nếu như ban ngày thì làm gì có chiếc, làm gì có chuyện mà không có ghe tàu chạy qua, đúng không? Nên là đây là một cái chuyện đối chất mà chính anh là người nói ra, thì cũng chính anh phải trả lời những câu nói đó, là tại sao anh nói 12 giờ đêm mà anh đi báo công an 12 giờ đêm, mà anh đi báo YouTuber, anh công bố là 12 giờ trưa là sao? Đó, nên là trong vụ việc này nếu em nói mọi người nhá, nếu như mà chị Hà mà nhảy sông vào ban ngày thì sẽ không phải một mình anh Tuấn cứu đâu, mà có hàng chục chiếc ghe chiếc thuyền sẽ bơi lại để cứu chị Hà và cùng tìm xác trong lúc đó. Nhưng mà lúc đó 15 phút bơi xung quanh đi báo công an, nhưng mà lại không ai nhìn thấy anh Tuấn, anh ấy cứu vợ, không ai nhìn thấy chị Hà là bập bõm ở dưới sông, mà chỉ nghe theo lời kể của anh Tuấn là tất cả. Mọi người thấy lạ không? Là trong vụ việc của anh Tuấn này, tất cả mọi thứ xảy ra đều không có ai nhìn thấy. Quý vị có thấy lạ không? Từ việc chị Hà nhảy sông, anh Tuấn cứu, đúng không? Anh Tuấn đi báo công an, rồi anh Tuấn phá két sắt, rồi anh Tuấn lấy tiền, rồi không một ai làm chứng. Ủa sao lạ vậy? Nếu như ban ngày thì tại sao lại không có ai nhìn thấy? Ban ngày mà anh có thể làm được cái việc mà nhảy xuống sông để cứu vợ mình, bơi kiếm 15 phút mà không có chiếc ghe nào chạy qua. Quý vị thấy không? Nên là đây là những cái điểm bất thường và sẽ cần chứng minh được làm rõ. Và cũng thông qua video này ha, em cũng nói với tất cả mọi người là vụ việc của chị Hà này thì chắc chắn là sẽ không thể nào chìm xuồng đâu, và sẽ làm rõ cái nguyên nhân của chị Hà ra đi là do đâu. Và cái dây xuồng cũng như là chặt xuồng theo những lời anh Tuấn nói là làm cái hì mà chìm được thì có hay không. Em thì em vẫn tin rằng là không bao giờ có chuyện anh Tuấn chặt dây xuồng cứu chị Hà, mà đó chỉ là cái việc nói để tạo hiện trường giả cho nó khớp với cái việc là anh đã lỡ chặt dây xuồng rồi. Mà bây giờ nếu như không nói là chặt dây xuồng để cứu chị Hà thì biết nói gì nữa đây, đúng không? Nên là đây sẽ là một cái ẩn số và chắc chắn sẽ được phanh phui và làm rõ. Nên là mọi người cứ yên tâm đi, em nói rồi ha, anh trai của chị Hà đã ra đến Bộ Công an rồi thì vụ việc này sẽ được sáng tỏ và sẽ có câu trả lời cho chúng ta, được thấu tình đạt lý để có thể là xua đi những cái nỗi gọi là lo lắng của người dân, cũng như là tại sao người dân người ta lại bất bình với cái vụ việc như vậy thì cần phải làm sáng tỏ. Đó, quý vị khán giả sẽ tiếp tục để lại comment cũng như là những cái góp ý bên dưới video này, và em sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin mới nhất quý vị nha. Chào tất cả mọi người nha, chào mọi người.